Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Sẽ có nhiều hoạt động trong ngày Valentine tại Thung lũng tình yêu Đà Lạt. Lào Cai choáng ngợp với vẻ đẹp rừng hoa mận trắng Bắc Hà. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy Bắc Nam cực lớn, thu giữ 14 kg ma túy đá. Cảnh báo gia tăng trẻ sơ sinh bị mắc bệnh thủy đậu. Khu du lịch TTC World Thung lũng tình yêu Đà Lạt cho biết, trong mùa lễ hội Valentine năm 2017, đơn vị sẽ có nhiều chương trình hoạt động phong phú, mới lạ để phục vụ du khách và đặc biệt là cho các cặp tình nhân. Ngoài các hoạt động tham quan vui chơi giải trí hiện có, đơn vị sẽ tổ chức sự kiện Show Valentine Nơi Mình Thuộc Về Nhau. Tại đây, du khách sẽ có cơ hội tham gia các trò chơi vui nhộn hấp dẫn, thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng, tham gia lễ cầu hôn độc đáo và lập kỷ lục ngày hội Show Valentine của các đôi tình nhân hôn nhau nhiều nhất, vân vân. Hiện công tác chuẩn bị đang được đơn vị khẩn trương thực hiện. Đây hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi hấp dẫn cho du khách và các đôi tình nhân trong dịp lễ Valentine năm nay. Được biết, du khách tham gia chương trình ngày 11 tháng 2 sẽ được giảm giá 50% khi mặc trang phục giống nhau. Cứ đến tháng Giêng hàng năm, khi đất trời chuyển giao mùa, cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi nảy nở, đồng bào khu Hạ, huyện Sa Pa lại nô nức chảy hội xòe của người Tày. Từ lâu lễ hội xòe đã trở thành nét sinh hoạt cộng đồng đặc sắc, mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người yên vật thịnh. Tại một khu đất ruộng bằng phẳng, hàng nghìn người trẩy hội trong bộ áo mới sặc sỡ sắc màu, tạo thành bức tranh lễ hội đa màu sắc. Sau phần lễ cúng tế thần linh ngắn gọn của thầy Mo là các tiết mục văn nghệ, điệu xòe uyển chuyển, hòa quyện cùng tiếng đàn tính tẩu và bộ gõ nhạc cụ đặc trưng của người Tày đã gây ấn tượng tốt về lễ hội vùng cao trong lòng khách thập phương. Rất may mắn cho tôi khi được có mặt tại lễ hội này trong dịp Tết truyền thống của Việt Nam. Những điệu hát, điệu múa mà chúng tôi vừa được chứng kiến rất thú vị và hấp dẫn. Đến đây tôi cảm thấy rất vui. Cùng với những tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào các dân tộc, thì các trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt bắt dê, chọi dê, đẩy gậy, chạy vượt núi, thi bắn nỏ, kéo co giữa các xã, leo cột mở lĩnh thưởng cũng được tổ chức. Lễ hội không chỉ thu hút người dân địa phương mà nhiều du khách cũng có dịp tham gia trải nghiệm. Từ nay đến ngày 15 tháng Giêng, tức ngày 11 tháng 2, Sa Pa sẽ tổ chức lễ hội của người Giấy và lễ hội gầu tàu của người Mông. Đây là những lễ hội truyền thống đặc sắc tại Sa Pa. Đến với huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào những ngày đầu xuân mới, du khách như được lạc vào thế giới của ngàn hoa. Trong đó, độc đáo nhất là hoa mận, loài hoa đã khiến cho cao nguyên Bắc Hà được mệnh danh là cao nguyên hoa mận trắng và trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của vùng đất này. Đã nhiều lần đến du lịch Lào Cai và trong hành trình của mình, cao nguyên trắng Bắc Hà luôn là lựa chọn ưu tiên của ông Nguyễn Minh Phương và gia đình. Được ngắm những cánh hoa mận trắng muốt, tinh khôi, lung linh trong gió xuân, luôn đem đến cho ông cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và mới lạ. Vừa được lên đây tôi nhìn thấy cảnh quan rất tuyệt vời. Cảnh đầu xuân như thế là rất đẹp. Hoa, quả, cây lá, con người ở đây tất cả đều rất là chân thành và nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng là nếu đi đâu ở nước ngoài đi chăng nữa cũng chỉ đẹp như thế này là không. Và thậm chí là ở đây, từ hoa, quả, cây, cảnh đến con người của ngon vật lạ ở đây, tất cả đều hài hòa với không gian. Tôi có cảm giác như ở đây là nhà mình. Và một cảm giác nữa là đến, về rồi lại muốn đến nữa. Hiện toàn huyện Bắc Hà có khoảng hơn 1.000 hecta mận tam qua và là địa phương có diện tích trồng mận lớn nhất của khu vực Tây Bắc. Vào mùa xuân, những vùng mận tam qua khoe sắc, Bắc Hà như được khoác lên mình tấm áo tinh khôi, tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách. Rất là xúc động và cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà mình được đặt chân đến mảnh đất này, dù rất là xa nhưng mà cũng rất là ấm tình, thân thương của các đồng bào. Đến Bắc Hà vào dịp đầu xuân, du khách được đắm mình trong thế giới của hoa mơ, hoa mận, tam giác mạch và các loại hoa mới được nhập khẩu về trồng để phát triển du lịch như tulip, quải hương. Hàng loạt lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao Tây Bắc như hội cầu tàu của người Mông, hội xòe của người Tây, Tết nhảy lửa của người Dao cũng đang được huyện Bắc Hà khôi phục nguyên gốc để phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, tìm hiểu của du khách
trong năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Sau những ngày Tết, khi những vườn xoài Tây, xoài Bồ, xoài Cát Hòa Lộc chưa đến kỳ ra bông, thì xoài Úc đã trổ bông đồng loạt, bung nở, nhuộm hồng cả vùng đất Cam Ranh, nơi được coi là vùng trồng xoài trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Ngay từ sau Tết Đinh Dậu, những cây xoài Úc trồng ghép tại huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh đều đồng loạt trổ bông nhuộm hồng cả những vườn xoài nơi đây, gây choáng ngợp với người đi đường. Giống xoài Úc được người dân trồng ghép từ 2 năm nay. Đến nay chiếm gần 2/3 tổng diện tích trồng xoài của cả hai vùng. Xoài Úc bắt đầu lên ngôi với giá thu mua của tiểu thương tăng gấp 2 hoặc 3 lần so với các giống xoài cũ như xoài Tây, xoài Bồ, xoài Cát Hòa Lộc. Vào thời gian cao điểm, giá mua xoài Úc có khi lên đến 120.000 một kg, trong khi các loại xoài khác chỉ trên dưới từ 30 đến 50.000 đồng. Chính vì thế hiện nay, rất nhiều chủ vườn xoài cũ đã ồ ạt chặt ghép giống xoài Úc, xóa sổ dần những giống xoài truyền thống vừa khó đậu trái lại vừa khó tiêu thụ. Có thể nói, việc mạnh dạn thay đổi giống cây trồng của người nông dân đã khiến cho vùng trồng xoài truyền thống trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa đang dần thay da đổi thịt trước sự khắc nghiệt của kinh tế thị trường. Vừa qua, những đoạn clip về phong tục bắt vợ, trộm vợ của các dân tộc miền núi, đặc biệt là người Thái và người Mông xuất hiện trên mạng đã thực sự khiến dư luận xôn xao. Nhiều ý kiến gay gắt cho rằng đây là hủ tục, không thực hiện đúng pháp luật nên cần phải xóa bỏ. Là người trực tiếp tổ chức vụ bắt vợ, Trương Văn Biển kể lại, sau gần một năm quen biết Vi Thị Hiền, sinh năm 2000, Biển đã gõ lời yêu nhưng không được Hiền đồng ý. Ngày 2 tháng 2, biết địa điểm Hiền sẽ bắt xe vào Nam làm việc, Biển đã bố trí một nhóm bạn đến ép Hiền lên xe máy trước sự van xin khóc lóc thảm thiết của cô gái. Hiền đi Nam em sợ vô trong kia là họ là yêu, nói nên bắt về để làm đám cưới. Tự do hôn nhân gia đình bây giờ là nó tiến bộ nhiều rồi chứ, mà tại sao lại có cảnh này? Theo nghiên cứu, tục bắt vợ xuất phát từ việc các gia đình nghèo khi có con cái yêu nhau nhưng vì không đáp ứng được lễ thách hỏi theo phong tục tập quán nên nhà trai mới thực hiện việc bắt vợ để hạn chế các chi phí trong cưới hỏi và thời gian bắt vợ luôn diễn ra vào ban đêm. Đó là một cái sự phá cách hay là đó là một cái nó gọi là sự bứt phá, tức là sự tháo túng giới hạn của cái thể chế phong kiến để tìm đến hạnh phúc với nhau. Hiện nay bắt vợ hay trộm vợ không còn phổ biến trong đồng bào Thái. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất hiện nay là sự biến tướng và lợi dụng tục này đang có dấu hiệu gia tăng. Cuối năm 2016, cũng tại xã Liên Hợp đã xảy ra vụ bắt học sinh lớp 10 về làm vợ. Chỉ đến khi có sự can thiệp của chính quyền thì vụ việc mới được giải quyết. Trước đó, vào năm 2008, một phó bí thư đoàn xã cũng đã bắt một học sinh chưa đủ 18 tuổi về làm vợ. Liên quan đến vụ việc bắt vợ trên, đại diện huyện Quỳnh Hợp cho biết, bốn đối tượng trong clip đã có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong thời gian tới, huyện sẽ tăng cường vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục này để tránh lợi dụng phong tục này mà vi phạm pháp luật. Trưa 8 tháng 2, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra và phát hiện gần 2 tấn măng khô chứa chất cấm không cánh mà bay sau khi bị lực lượng chức năng kiểm tra và niêm phong trước đó. Vụ việc xảy ra tại kho hàng của cơ sở Dương Đức Thinh tại ấp 5, xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Theo đó, khi lực lượng chức năng mở niêm phong hai kho hàng măng khô chứa lưu huỳnh chất vàng ô bị niêm phong trước đó, thì phát hiện có dấu hiệu tẩu tán. Sau khi kiểm tra, khối lượng trong hai kho hàng chỉ còn khoảng 3 tấn. Toàn bộ số hàng còn lại trong hai kho đã được đưa đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Riêng số măng bị tẩu tán, cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của chủ cơ sở và một số người liên quan để điều tra xác minh và xử lý sau. Trước đó, ngày 9 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, nhưng cơ sở lại không cung cấp được chứng từ liên quan đến khoảng 5 tấn măng khô này. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu măng khô để kiểm nghiệm. Kết quả, số măng trên đều chứa chất lưu huỳnh và chất vàng ô. Hai chất này đều nằm ngoài danh mục các chất được sử dụng trong thực phẩm. Kết thúc những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán 2017, nông dân tỉnh Đồng Tháp đã trở lại với đồng ruộng. Hiện trên các trà lúa đông xuân 2016-2017, trên địa bàn tỉnh, sâu bệnh đang tấn công gây hại lúa với diện tích tăng đáng kể, trong đó nhiều nhất là rầy nâu và đạo ôm lá. Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 4.321 hectare lúa bị nhiễm rầy nâu vào giai đoạn đẻ nhánh, đồng trổ. Trong đó có 717 hectare nhiễm trung bình với mật số rầy 1.500 đến 3.000 con một mét vuông, tăng khoảng 20.000 hectare so với thời điểm trước Tết. Rầy tập trung ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, trong đó huyện Hồng Ngự bị nhiễm nhiều. Theo nông dân, rầy nâu gây hại sẽ làm cho lúa không nở bụi, gốc tốp lại và chết. Bên cạnh đó, nông dân cũng đang lo lắng khi đạo ôm lúa cũng tấn công gây hại 4.628 hectare trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đồng trổ. Các bệnh sâu cuốn lá, cháy bìa lá, leo lép hạt, chuột gây hại trên 1.000 hectare. Hiện nay, bà con nông dân đang tích cực thăm đồng để phát hiện sâu bệnh gây hại trên lúa và có biện pháp phòng trị kịp thời theo khuyến cáo của ngành chức năng.
Bên cạnh đó, nông dân trong tỉnh đang bước vào thu hoạch lúa đông xuân sớm, năng suất 6,5 tấn một hecta, giá dao động từ 4.600 đến 4.800 đồng một kg. Tiếp theo chương trình là những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Vừa qua, ngày 8 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện clip của người dân ghi lại hình ảnh hành khách bị phụ xe của xe khách Sơn La - Quảng Ninh đánh trọng thương, đã nhận được nhiều bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên đến nay, gia đình của hành khách bị đánh trọng thương đã làm đơn mãi đại đối với phụ xe. Tại công an huyện Mai Sơn, chiếc xe khách mang biển số 26K8789 của nhà xe Phong Hiền chạy tuyến Sơn La - Quảng Ninh đã bị tạm giữ và niêm phong. Hiện nay, lái xe phụ xe của xe khách này cùng các hành khách liên quan đến vụ ẩu đả đang được cơ quan chức năng lấy lời khai phục vụ điều tra. Nguyên nhân vụ ẩu đả là do không thỏa thuận được giường nằm. Chứ tại hiện trường vụ việc, xe khách không có hiện tượng nhồi nhét xếp chèn ép khách. Công ty cổ phần xe khách Sơn La cũng thừa nhận xe khách 26K8789 là xe khách của công ty. Phụ xe có tên Nguyễn Hồng Quân. Giám đốc công ty cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm những lái xe phụ xe vi phạm theo quy định. Sở Giao thông Vận tải Sơn La đã yêu cầu thu hồi phù hiệu đối với xe khách Bắc Sơn 26K8789. Hiện gia đình của hành khách bị đánh trọng thương đã làm đơn bãi nại đối với phụ xe Nguyễn Hồng Quân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Thuận, 36 tuổi, trú xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Vào chiều ngày 6 tháng 2, Thuận cùng một đối tượng khác đến tiệm bánh mì của ông Nguyễn Châu, 55 tuổi, trú ở tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh, để đòi 3,5 triệu đồng ông Châu còn nợ. Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã gay gắt. Thuận lấy tấm ván trước cửa tiệm bánh mì để đánh ông Châu, làm ông Châu bỏ chạy. Khi vợ ông Châu là bà Nguyễn Thị Ron vào can ngăn, thì bị Thuận cầm tấm ván đập vào đầu, khiến bà Ron gục ngã và tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Thuận lên xe máy của đối tượng đi cùng tẩu thoát. Qua truy xét, đến sáng ngày 7 tháng 2, công an Diên Khánh đã bắt được đối tượng. Ngày 9 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh BC47 vừa cho biết đã triệt phá thành công một đường dây mua bán vận chuyển đến 14 kg ma túy đá từ Bắc vào Nam, tóm gọn trọn ổ 6 đối tượng có liên quan. Người cầm đầu đường dây trên là Giáp Văn Đào, hộ khẩu thường trú Bắc Giang. Theo đó thì ma túy đá được mua từ Trung Quốc vận chuyển lậu qua cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn, vào tập kết tại Chị An Bình Dương rồi đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Đào thuê vợ chồng Lê Trọc Mạnh và Nguyễn Thị Xuyến cùng ngụ Bắc Giang để vận chuyển ma túy với giá 20 triệu đồng. Qua chiều cày theo dõi, ngày 19 tháng 1 năm 2017, đội 6 phòng BC47 phát hiện Đào chỉ đạo Mạnh Xuyến vận chuyển 9 kg ma túy đá theo xe khách từ Bắc Giang vào Bình Dương cho Đào. Từ 19 giờ 30 phút tới gần 22 giờ ngày 19 tháng 1, phòng BC47 phối hợp cùng phòng 4C47B bắt quả tang Mạnh và Đào vận chuyển 6,2 kg ma túy đá đi giao cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào, công an phát hiện thêm 2,8 kg ma túy đá nữa. Qua lời khai của các đối tượng, công an truy bắt khẩn cấp đối tượng Xuyến. Mở rộng chuyên án, công an phát hiện Phiên Ngọc Dũng, trú Gò Vấp, là một trong những đầu mối tiêu thụ ma túy của Đào. Sau khi Đào bị bắt, Dũng chuyển qua mua ma túy của Vũ Thị Thu Hà, quê Hải Phòng. Lần theo đầu mối vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2, Hà chỉ đạo đến là Hoàng Phú Quỳnh, quê Hải Phòng, mang 5 kg ma túy đá đi giao cho Dũng trên đường Thành Thái, quận 10. Thì ngay lập tức bị công an bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp tại nhà của Hà, công an thu giữ thêm một lượng nhỏ ma túy khác. Ngày 8 tháng 2, công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ bắt xử lý 3 đối tượng thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện. Đó là Triệu Quyết Tiến, Triệu Minh Phương ở xã Cư Cơ Bang và Hoàng Gia Nhật ở xã Ia Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Tiến và Phương là hai anh em ruột. Cả ba đối tượng này đều nghiện ma túy, chúng thường rủ nhau đi dò la trên địa bàn huyện. Khi phát hiện người dân để xe máy sơ hở là chúng đột nhập, trộm cắp về bán lấy tiền mua ma túy. Từ tháng 10 năm 2016 đến nay, cả ba đã lấy trộm 11 chiếc xe máy về bán chia nhau mua ma túy sử dụng. Bước đầu, công an huyện Ea Súp đã truy thu 5 chiếc xe máy trao trả cho người mất và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản phạm pháp. Cập nhật thông tin liên quan đến công tác xử lý sau vụ việc bạo hành trẻ em tại trường mầm non Sen Vàng, Hà Nội. Thưa quý vị, sau khi trường mầm non Sen Vàng bị đình chỉ, để đảm bảo việc học của trẻ không bị gián đoạn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng đã quyết định chuyển 73 trẻ sang 4 trường mầm non khác trên địa bàn. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục quận, thì hôm 8 tháng 2 đã có 36 trẻ được bố mẹ cho đến học tại các cơ sở mầm non khác trên địa bàn. Cơ sở hiện tại đang nhận nhiều trẻ nhất là nhóm lớp Bầu Trời Bé Thơ với 18 trẻ. Sở dĩ phụ huynh lựa chọn cơ sở này là vì rất gần cơ sở Sen Vàng, thuận tiện cho đưa đón. Cùng là mô hình tư thục nên có nhiều điểm tương đồng. Các cơ sở giáo dục mầm non được lựa chọn đều đang có khả năng tiếp nhận thêm trẻ, không gây ra sự quá tải trong chăm sóc.
hay sinh hoạt của trẻ. Hiện tại hai cô giáo bạo hành trẻ vẫn đang làm việc với cơ quan điều tra. Chủ cơ sở mầm non Sen Vàng đã và đang tiếp tục trả lại học phí cho phụ huynh học sinh. Phần cuối chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhi Trung ương mới đây cho biết, hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ. Đáng chú ý hơn, số lượng trẻ nhập viện điều trị về bệnh thủy đậu gia tăng ngày một nhanh chóng. Trung bình mỗi ngày, khoa truyền nhiễm của bệnh viện tiếp nhận từ 3 đến 5 ca vào điều trị. Bệnh nhi này vừa mới sinh được 9 ngày tuổi. Tuy nhiên, ngay khi sinh ra, các bác sĩ đã chuẩn đoán em bị thủy đậu do lây từ mẹ. Tôi bị thủy đậu từ trước khi sinh em bé 5 ngày. Khi mà mình mổ ra thì bạn cũng đã bị, các bác sĩ chẩn đoán là bị thủy đậu. Không chỉ trẻ nhỏ mà ngay nhóm trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng mắc bệnh khá nhiều. Bệnh nhi Phủ Quỳnh Như ở Hưng Yên được đưa vào điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương với các vết phỏng nước nổi dày đặc cơ thể. Điều đáng nói là gia đình cũng không biết em đã tiêm phòng bệnh hay chưa. Thế đầu hôm đầu thì ngứa nhưng mà đến chiều ngày hôm đấy có 1-2 mụn thì là nghi ngờ giống mẹ là bị thủy đậu. Ở nhà mà tiêm phòng cái gì là cũng tiêm đầy đủ, còn không để ý là cái mũi thủy đậu thì nó tiêm chưa. Theo thống kê tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây hiện đang điều trị cho hơn chục trẻ bị mắc thủy đậu và hầu như ngày nào cũng có trẻ phải nhập viện vì bệnh này. Một số trường hợp mà bà mẹ chưa có miễn dịch thì có thể mắc thủy đậu trong cái thời kỳ mà mang thai và lúc sinh nở. Thì khi sinh thì có thể lây trực tiếp cho con. Và với những trường hợp mà mẹ có thủy đậu, con có thủy đậu thì ở trẻ sơ sinh thường nặng với thủy đậu thì cũng không khó phát hiện. Các bác sĩ cũng khuyến cáo thủy đậu là bệnh không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, rất dễ lây truyền qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng và dịch từ đốt phỏng. Vì vậy, khi trẻ bị mắc bệnh, cần phải được điều trị và cách ly với môi trường xung quanh, tránh gió, tránh nước và vệ sinh sạch sẽ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. GDP Việt Nam sẽ đứng thứ 20 thế giới vào năm 2050. Hà Tĩnh gói bánh chưng dân tiếng Phô Mai ngày 13 tháng Giêng. Đà Lạt xe khách vi phạm chây ì hơn 3 tiếng đồng hồ. Cảnh giác tình trạng camera giá rẻ được bán tràn lan trên mạng.